Việt An tiếp tục xuất hai máy làm đá viên IVA 5T44, IVA 2T18. Cùng kho lạnh và các thiết bị phụ trợ cho máy làm đá viên đi Nghệ An. IVA 5T44, máy làm đá viên inox xuất khẩu mới hoàn toàn, do Việt An sản xuất, cung cấp lắp đặt. Ứng dụng công nghệ làm đá tiên tiến, hiệu suất vượt trội, cho ra tới 5 tấn đá trong vòng 24 giờ, đảm bảo nguồn cung cấp đá liên tục, ổn định cho các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn hay các đơn vị sản xuất kinh doanh nước đá. IVA 2T18, sự lựa chọn ưu việt cho các đơn vị sản xuất kinh doanh. Với thiết kế hiện đại, vật liệu chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, không chỉ tạo ra 2 tấn đá trên 24 giờ, đá viên thành phẩm đồng đều, chất lượng mà còn tiết kiệm điện năng với niên hạn trên 10 năm. Đã có rất nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh lựa chọn hai chiếc máy làm đá viên này. Hãy cùng xem quá trình Việt An xuất hai chiếc máy làm đá viên IVA 5T44 và IVA 2T18 cùng kho lạnh, các thiết bị phụ trợ cho máy làm đá viên đi Nghệ An cho khách. Nếu quý vị và các bạn muốn đầu tư sản xuất kinh doanh nước đá, muốn tìm hiểu thông tin về máy làm đá viên, hãy liên hệ với Việt An nhé.